Thưa quý vị khán giả, là huyện cuối cùng của Đồng Nai nằm trên quốc lộ 20 về hướng tỉnh Lâm Đồng. Phần lớn các tour du lịch từ các tỉnh thành đi thành phố Đà Lạt đều ngang qua quốc lộ 20. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn để Tân Phú khai thác du lịch, trở thành điểm dừng chân thú vị trong các tour của du khách. Được đánh giá là huyện có tiềm năng lớn về du lịch di tích, danh thắng của tỉnh, với nhiều cảnh quan thiên nhiên khá nổi tiếng như vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Đa Tôn, khu du lịch Suối Mơ. Trong 5 năm trở lại đây, lượng khách và doanh thu từ du lịch của huyện Tân Phú tăng khá mạnh. Trong đó, đáng chú ý là việc kết nối sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn và hoạt động du lịch, vừa góp phần phát triển du lịch của địa phương, vừa xây dựng quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của huyện. Trong hàng loạt những sản phẩm đặc trưng địa phương đang định hình thương hiệu, cây gió bầu Phú Sơn là một trong những sản phẩm tiềm năng cho du lịch Tân Phú. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình Điểm hẹn du lịch kỳ này thì anh Đào cũng muốn xin giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm đặc trưng mang tính chất đặc trưng của Phú Trung Tân Phú để quý vị có thể tìm mua về làm quà. Đó là cái sản phẩm trầm hương cũng như là những cái tinh dầu trầm làm từ cây gió bầu. Và trong chương trình hôm nay thì anh Đào cũng muốn xin giới thiệu đến quý vị cái quy trình để thực hiện trầm hương này cũng như là những cái tinh dầu làm từ cây gió bầu. Là người nổi tiếng với sáng chế độc quyền tạo trầm trên cây gió bầu từ nhiều năm nay, ông Trương Thanh Khoang, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú vẫn đang nỗ lực tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm trầm sạch của mình và ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tìm đến. Vốn nổi tiếng với sáng chế cái tạo trầm từ chế phẩm tạo trầm vi sinh, các sản phẩm trầm hương của ông Khoang được tin dùng và có khả năng xuất khẩu với số lượng lớn. Ông Khoang hiện có khoảng 10.000 cây gió bầu đang ghép trầm tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú và một số điểm khác ngoài tỉnh. Bên cạnh việc làm tinh dầu và nước cất từ trầm hương, ông Khoang còn chọn những cây có hình dáng đẹp để tạo ra sản phẩm trầm cảnh. Với những cây được chọn để làm trầm cảnh, sau khi lớp trầm trên cây được sủi ra, những người thợ lành nghề bắt đầu tạo dáng cho phần thân. Tất cả những sản phẩm được chế tác từ cây gió bầu đều có thể trở thành những món quà lưu niệm hay quà tặng độc đáo. Tuy nhiên, bản thân ông Khoang vẫn còn nhiều trăn trở với nghề làm trầm hương trên mảnh đất Tân Phú. Ông mong muốn không chỉ trầm hương của cá nhân mình, mà tất cả người dân làm trầm tại Tân Phú được nhiều người biết đến, với đặc trưng là sản phẩm trầm hương sạch thông qua kết nối du lịch. Nhờ các bên mặt cơ quan chính quyền địa phương rồi đến các báo đài thì có phối hợp để mà làm cái điểm du lịch như này thì rất tốt, để những người không biết người ta sẽ biết, và những người đã biết rồi người ta sẽ loan tả những người chưa biết để mà biết về cái ngành trầm hương Việt Nam. Rồi tôi cũng xin nói rõ là tôi cũng thâm nhập vào cái ngành trầm hương Việt Nam này từ năm 1979 tới giờ, tức là thời bao cấp, thì trầm hương Việt Nam là đứng đầu thế giới, chưa có một loại trầm nào mà qua nổi, chẳng hạn như Indo, Malay, Thái Lan, Lào, Campuchia đều thua Việt Nam hết. Trầm hương Việt Nam là chất lượng số 1, không bao giờ qua nổi trầm hương Việt Nam đâu. Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, một trong những định hướng của huyện trong thời gian tới là sẽ tiếp tục kết nối nông sản địa phương với các khu điểm du lịch trên địa bàn để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu mua sắm và kích cầu du lịch. Qua đó, nhằm khai thác lợi thế tiềm năng đưa ngành du lịch phát triển, trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách địa phương, góp phần phát triển kinh tế. Trên đây quý vị vừa đến với chương trình Điểm hẹn du lịch của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!